Vâng, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường được tổ chức thường kỳ vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ. Trước khi mà bắt đầu chương trình thì Linh xin phép được giới thiệu đến anh chị một cái khóa học về giao dịch chứng khoán. Khóa học này được tổ chức dành cho các khách hàng có nhu cầu muốn giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Thì khóa học này sẽ được khai giảng vào ngày 13 tháng 10. Anh chị có thể liên hệ với các bạn chuyên viên quản lý tài khoản để hỗ trợ anh chị đăng ký khóa học này, và để cho những anh chị mới mà tham gia chương trình thì có thể nắm được về các chuyên gia tham gia chương trình, thì Linh xin phép được giới thiệu qua về các thành viên tham gia trong buổi ngày hôm nay. Thì trước tiên thì tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán Verex. Đồng hành cùng với chúng ta trong cái buổi ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch, và anh Du hiện có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường, và hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh về thị trường sẽ hữu ích cho các anh chị nhà đầu tư khi tham gia trên thị trường. Thì buổi ngày hôm nay của chúng ta sẽ có ba nội dung, sẽ gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất là Linh sẽ điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay. Sau đó thì anh Du sẽ chia sẻ cái quan điểm về cái xu hướng hay là cái thị trường của thị trường trong thời gian tới, và cuối cùng là cái phần Q&A, các chuyên gia sẽ hỗ trợ anh chị trong quá trình giải đáp các câu hỏi hay về thị trường. Thì ngay từ bây giờ anh chị có thể để lại câu hỏi ở phần chat, để tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ anh chị để giải đáp các câu hỏi về cổ phiếu. Bên cạnh đó thì do cái thời lượng của chương trình này nó khá là ít, và cũng một vài anh chị thì cũng chưa được trả lời câu hỏi trong cái phần chương trình này ấy. Thì tí nữa Linh sẽ để lại cho anh chị một cái đường link, đó là chính là cái đường link của trung tâm tư vấn đầu tư của VnDirect. Thì anh chị nếu mà chưa được trả lời câu hỏi trong trong buổi ngày hôm nay thì anh chị có thể để lại câu hỏi trong phần chat với trung tâm tư vấn đầu tư, thì các bạn của trung tâm tư vấn đầu tư sẽ hỗ trợ anh chị để giải đáp các câu hỏi. Rồi thì Linh xin phép sẽ bắt đầu buổi ngày hôm nay. Về thị trường phiên dịch ngày hôm nay thì sau một cái phiên giao dịch khá là tích cực của ngày hôm qua, tức là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán hồi phục trở lại, khiến giúp cho chỉ số index tăng 15 điểm phiên ngày hôm qua, thì mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì chỉ số cũng tiếp tục duy trì được cái đà tăng ngay phiên đầu mở cửa. Và mặc dù là trong phiên sáng các nhóm cổ phiếu như ngân hàng có điều chỉnh, tuy nhiên thì bước sang phiên chiều lực cầu cũng vẫn vẫn khá là tốt, và đẩy cái chỉ số của chúng ta lên đóng cửa ở mức cao nhất phiên 1.362 điểm, tăng hơn 8 điểm so với phiên trình ngày hôm qua. Thì nhìn về cái nhóm ngành dẫn dắt từ phiên ngày hôm nay thì có thấy rằng là gas tiếp tục là một cổ phiếu mà đóng góp vào chỉ số VN-Index, khi gas đóng góp hơn 2,2 điểm. Và gas cũng tiếp tục có một phiên giao dịch rất là tích cực. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu như là Vinhome, Techcombank, Hòa Phát hay VRE cũng là những cổ phiếu mà đóng góp cái đà tăng cho chỉ số ngày hôm nay. Trong chiều ngược lại thì chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như VP này, MSB Công Thương hay là SAP, thì là những cổ phiếu mà khiến cho chỉ số giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Về cái thanh khoản trong phiên trường hôm nay thì anh chị nhìn đây thì chúng ta thấy rằng là cái màu vàng này là chính là cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy trong phiên ngày hôm nay thì cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay nó không có sự khác biệt quá quá nhiều so với ngày hôm hôm trước, khi mà cái giá trị giao dịch nó gần khá là xem nhau. Nhưng hôm nay thì chúng ta khoảng tầm hơn 17.000 tỷ trong phiên giao dịch hôm nay trên sàn HO. Về độ rộng thị trường thì độ rộng thị trường ngay khi mà thị trường mở cửa thì cái độ rộng thị trường cũng đã duy trì ở mức khá là tích cực, khi mà có đến trên 50% cổ phiếu tăng giá. Ngược lại thì chỉ có cổ phiếu giảm giá chỉ khoảng tầm hơn 20%. Và trong cái phiên buổi sáng thì anh chị thấy rằng cái áp lực bán áp lực từ những cái nhóm cổ phiếu chứng khoán hay ngân hàng thì khiến cho cái số lượng cổ phiếu tăng giá nó thu hẹp trở lại. Tuy nhiên thì sang phiên buổi chiều thì cái số lượng cổ phiếu thị trường tiếp tục tích cực trở lại, và khiến cho cái số lượng cổ phiếu tăng giá đang chiếm khá tốt, chiếm lên cuối phiên đóng có đến gần 60% số lượng cổ phiếu tăng giá, trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá chỉ khoảng tầm gần 28%. Về khối ngoại thì sau cái phiên mua dòng ngày hôm qua thì khối ngoại hôm nay để quay trở lại bán dòng, khi mà khối ngoại bán dòng trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về cái diễn biến giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy một điều là sau cái diễn biến tích cực
cái hồi phục tích cực từ ngày hôm qua của nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu chứng khoán. Thì phiên hôm nay thì hầu như các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đều điều chỉnh giảm. Có một cái cổ phiếu rất tích cực ở trong nhóm ngân hàng ngày hôm nay, đó là cổ phiếu Techcombank. Khi mà Techcombank cả phiên buổi sáng giao dịch khá là dè dặt, thì đầu phiên chiều Techcombank nó có một cái cú tăng khá mạnh và phiên là đóng cửa ở mức giá 50.3. Thì đây là một cổ phiếu mà cũng hiếm hoi duy trì được cái đà tăng giá trong nhóm ngân hàng trong phiên giao dịch hôm nay. Thì bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác, ví dụ như VP hay là hầu như các cổ phiếu ngân hàng khác thì đều đóng cửa trong cái mức giảm điểm. Và các cổ phiếu chứng khoán như SSI thì cũng thế. Và gas thì gas vẫn tiếp tục là một cái trụ mà hỗ trợ khá là tích cực cho thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, khi mà gas đóng cửa ở mức gần cao nhất phiên 113.500 đồng. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu như Hòa Phát cũng tăng khá tốt trong phiên ngày hôm nay. Về nhóm dòng VinGroup thì có hôm nay có các cổ phiếu như VinHome và VRE cũng có cái giữ được cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay, trong đó trạng thái của VIX thì đã đóng cửa mức tham chiếu. Nếu anh chị nhìn sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VN-Index của chúng ta tăng 0.6%, VN-30 tăng 0.4%. Tuy nhiên thì cái nhóm cổ phiếu Midcap đã tăng trong phiên ngày tăng 1%, trong đó Small Cap tăng 1.2%, thì cho thấy là cái dòng tiền nó vẫn đang hướng vào cái nhóm cổ phiếu Mid Cap hay Small Cap nhiều hơn. Trong khi đó thì các cổ phiếu trong VN30 thì chúng ta thấy là cái khối lượng giao dịch của VN30 thì nó cũng chưa có nhiều cái sự cải tiến quá lớn trong một vài phiên gần đây. Nhưng mà đặc biệt là phiên ngày hôm nay đây thì chỉ số thì khối lượng giao dịch của VN30 thì nó vẫn duy trì ở mức khá là thấp so với các phiên trước đó. Và nhìn về thanh khoản của nhóm VN30 thì anh chị cũng sẽ thấy rằng là tập trung khá nhiều vào Hòa Phát, rồi PAU hay là VP Bank và một vài cổ phiếu ngân hàng khác. Nhìn chung thì giờ sau phiên dịch hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là các nhóm trụ đã có chiều hướng tích cực hơn, khi mà cái nhóm này đã luôn phiên nhau trong việc hỗ trợ cho thị trường. Nếu như phiên hôm qua thì chúng ta thấy nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán hồi phục trở lại, thì phiên hôm nay các nhóm này tạm thời đang điều chỉnh, thì các cổ phiếu khác ví dụ như dòng VinGroup hay một vài cổ phiếu trong VN30 như là Phát Đạt hay Novaland hay một vài cổ phiếu khác như GVR thì cũng đã đỡ hỗ trợ cho thị trường, để giúp cho thị trường có được một cái duy trì được một cái sắc xanh trong phiên ngày hôm nay. Nhìn chung thì nhìn về cái diễn biến ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy rằng là chỉ số VN-Index sau hai phiên tăng hồi phục đã hồi phục lại ở khu vùng 1.362 điểm. Tức là trước đó chúng ta thấy rằng là chỉ số đang giao dịch trong một cái vùng giá từ 1.320 đến 1.360 điểm. Phiên ngày hôm nay là cổ phiếu đã chớm vượt qua cái vùng này, đã đóng cửa trên cái vùng này rồi. Khối lượng giao dịch có một điều không được tích cực cho lắm là khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì không có được cải thiện quá nhiều. Thì thời gian phiên các phiên sắp tới thì sẽ có một cái vùng cả đâu đó quanh 1.375-1.380, thì sẽ là cái thử thách tiếp theo của chỉ số VN-Index trong phiên sắp tới. Và với cái điều kiện thị trường đang trong giai đoạn hiện tại thì rõ ràng là chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta quan sát thêm cái diễn biến thị trường ở những cái vùng 1.375 đến 1.380 điểm để chúng ta xác định cái xu hướng tiếp theo của thị trường trong thời gian tới. Và đồng thời với đó là khối lượng chúng ta cũng cần quan sát thêm cái khối lượng giao dịch của thị trường, và nếu mà thị trường có xác nhận cái xu hướng tăng mới thì rõ ràng cái khối lượng giao dịch thì cần phải tăng trở lại trong thời gian tới, thì khi đó cái xu hướng nó mới được bền vững. Vâng ạ, thì Linh vừa điểm qua về cái diễn biến thị trường trong phiên dịch hôm nay, thì anh Du có thể chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về thị trường được không ạ? Cái thanh khoản thì nó cũng là cái chúng ta đáng quan tâm thôi, nhưng mà nó không phải cái đáng ngại. Thì về mặt phân tích kỹ thuật thì giá sẽ quan trọng hơn là khối lượng. Khối lượng chỉ là cái ủng hộ cho cái xu hướng thôi. Còn quan trọng nhất là giá phải tăng, tức là điểm số phải tăng và cổ phiếu phải tăng. Thì đấy là cái về diễn biến thị trường. Thì cái sự tương đồng của VN Index VN-30 giai đoạn này nó khá là tốt, vì như cách đây vài tháng thì VN Index thì VN-30 nó cũng có những cái biến nó không tương đồng với nhau. Là VN Index thì rất là tốt nhưng mà VN-30 rất là yếu. Chúng ta nhìn lại những cái dịch gần đây thì VN Index VN-30 nó có sự tương đồng, là VN-30 nó cũng chớm break qua cái cản chéo của cây xuống giảm. Và mặc dù nó cũng tương tự VN Index, nó sẽ có cái cản vào tháng 8 và tháng 6, nhưng mà về cái triển vọng xu hướng nó đang tích cực dần, tức là cán du kỳ vọng nó sẽ
dần dần đi lên, nó sẽ có cơ hội test lại cái đỉnh của tháng 8 và thậm chí đỉnh của tháng 6. Còn quá sớm để nói về việc nó vượt, nó đi lên 530, nhưng mà về mặt lý thuyết chúng ta có thể đặt trước một cái kỳ vọng như thế để ta quan sát. Thì trong quá trình trường đi lên nó sẽ gặp nhiều cái biến cố, nhiều cái tin tức bất thường nữa, nhất là trong giai đoạn thị trường chứng khoán quốc tế trong một tháng qua diễn biến cũng rất là phập phù, chúng ta phải quan tâm thế. Nhưng mà thuần mặt lý thuyết chúng ta có một niềm tin và có một cái sự lạc quan đáng kể về thị trường. Còn về các nhóm ngành cổ phiếu thì hot nhất thì vẫn là gas thôi. Gas trong vài tuần qua Dung có trao đổi anh chị rất là nhiều rồi. Tức là gas thì trước đây mọi người có lo ngại về ngưỡng 100 hay là ngưỡng 110 như mấy phiên trước. Hôm thứ hai thì có anh chị lo ngại 110 không vượt qua. Cá nhân Dung vẫn duy trì quan điểm nó sẽ về vùng 115, 116 từ lúc mà nó vượt qua giá 98 như 9. Và thậm chí như cái giai đoạn tuần trước khi nó không vượt qua, nó lùi lại một phiên, thì Dung vẫn tin tưởng nó sẽ vượt qua đến 115. Thì bản thân tư vấn đầu tư thì cũng đưa ra cái nghị cổ phiếu gas lâu rồi và cũng đặt một cái kỳ vọng là nó sẽ hướng về vùng giá 115, thì nó sẽ là cái đỉnh cũ của cái giai đoạn 2018. Thì lúc đấy chúng ta cũng phải quan sát cái diễn biến của nó khi nó về cái vùng gas nghị từ vùng giá 96 và kỳ vọng 115, đặt giá các lỗ là 91. Thì cái ngày mai cái ngày kia nó có thể nó chạm về cái vùng kháng cự đi rồi, thì có thể là chúng ta sẽ phải cân nhắc cái việc chốt lời thôi. Vì dù sao nó là một kháng cự rất là lớn và cái sức lực của gas lần này thì rất là mạnh, nên thuần về mặt lý thuyết thì cá nhân Du nghĩ thì cái xác suất nó có thể vượt 115, 16 để nó vươn lên tầm cao mới thì có thể xảy ra. Nhưng dù sao chúng ta phải giữ một cái thái độ thận trọng khi nó về một cái kháng cự lớn và nó đã tồn tại nhiều năm. Thì lúc đấy chúng ta sẽ quan sát, còn trong trường hợp an toàn thì anh chị có cổ phiếu thôi, tức là mình chốt nửa cái mình đặt kỳ vọng, còn một nửa mình phiêu lưu tiếp. Những cổ phiếu khác ví dụ như PBS hay là BSR thì cũng không thay đổi quan điểm, tức là mình vẫn đặt một cái kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ về lại cái mức cũ của tháng tháng 6 thôi, và nó sẽ có cái áp lực ở đấy, kể cả nó muốn vượt thì nó sẽ mất thời gian tích lũy đâu đó thêm một thời gian nữa. Còn hiện tại thì mình chưa thấy xác suất vượt nó cao đâu, thành ra là mình cũng thiên hướng là nên chốt lời khi mà nó chạm về cái đỉnh cũ của tháng 6. Và phát là một cổ phiếu mà trung tâm tư vấn đầu tư của cá nhân Du rất là ủng hộ và luôn đánh giá tích cực. Cổ phiếu nó có nhiều cái động lực về cơ bản và kỹ thuật để tăng giá, và cá nhân mình thì vẫn đặt cái niềm tin nó sẽ về ngưỡng 62, 63 để hoàn thành cái mô hình của nó. Còn cái đỉnh hiện tại quanh vùng 56x thì nó đang tiến dần đến và nó đang đang dần dần để vượt qua 563, đến nay cũng có lúc chạm mà hơi lùi lại một vài line, nó cũng đáng kể. Cái cách tăng của phát nó giống như kiểu xe tăng leo dốc, nó rất từ từ và chậm rãi và rất điềm tĩnh, nhưng mà nó không vừa phải chết đinh lắm, bởi vì những người chết đinh thì có thể không kiếm lợi nhuận nhiều trong ngắn hạn, nhưng mà về đầu tư trung hạn thì những anh chị mà mua nắm giữ 3 tháng 6 tháng thì thường đạt những thành quả tốt, còn mua chết đinh T3 T5 T10 kết quả nó sẽ quá nổi bật. Và cái triển vọng của các của Hòa Phát nó rất tích cực, và đây là một cái trụ cột nó sẽ tạo niềm tin thị trường. Vì anh chị cứ hình dung một thị trường muốn đi lên thì nó phải có nhiều cái cổ phiếu lớn vượt đỉnh, nó dẫn dắt những cổ phiếu khác, và cái niềm tin của nhà đầu tư càng có nhiều cổ phiếu vượt đỉnh thì ta càng có nhiều niềm tin. Nhóm ngành ngân hàng thì cái Du thấy là hôm nay Techcombank là một cái cổ phiếu mà có diễn biến nó rất tích cực, tại vì như trao đổi với anh chị trong vài tuần trước, cái Du vẫn đánh giá cao Techcombank, thì xét ở cái vốn hóa rồi yếu tố cơ bản chất lượng tài sản thì rất là tốt, định giá hiện tại cũng không quá đắt và cũng vẫn hấp dẫn trong mắt các cái nhà đầu tư tổ chức, và cái chất lượng tài sản thì vô cùng tốt và nó vẫn có tầm ảnh hưởng đến cả ngành ngân hàng. Cái phiên giao dịch chiều nay thì bản thân Du thấy là cái động lực đi lên thì nó ngoài gas ở phiên sáng, thì chiều nay có sự tham gia rất nhiều của Techcombank, khi đầu phiên chiều Techcombank bắt đầu có rơi chủ động. Và trong phiên sáng nay thì mặc dù các cổ phiếu ngân hàng giảm, nếu chúng ta quan sát chúng ta thấy là Techcombank có lực mua rất là chủ động và thường đóng ở giá xanh trong phiên, tức là có ai đấy đang chủ động thu mua rồi. Và quan điểm của Du trao đổi các anh chị tuần trước, trong các phiếu ngân hàng thì Techcombank vẫn là cái cơ hội để về đỉnh cũ hay vượt đỉnh vẫn là sáng nhất. Nó không phải là sáng nhất nhưng mà nó rất là sáng so với những cổ phiếu như Công Thương hay là VIB hay Liên Việt hay SCB mà đã phá cái đáy của tháng 7, tháng 8. Còn cái định thế của Techcombank rất là đẹp vì nó không bị vỡ đáy và nó không cách xa đỉnh. Và người thấy là nếu mà tiến về đỉnh đâu đó chỉ khoảng 15% thôi, không khó. Nó có thể tăng trong nghi ngờ thêm một số phiên nữa, và nó chỉ cần có những thông tin support nào đấy thì nó có thể tăng mạnh để về đỉnh hoặc vượt đỉnh. Thì phiên nay là phiên cũng cho tín hiệu mua đấy, mặc dù nó không quá thuyết phục đâu, tại vì cái mức tăng của Tech thì là tốt rồi, tăng 2,4% là xứng đáng cho một phiên được gọi là mức cao với cổ phiếu lớn.
mà khối lượng thì nó không quá mạnh, tức là nó vẫn cho thấy sự nghi ngờ của đám đông. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn khối lượng so trung bình 20 phiên đâu đó khoảng 5-6 triệu thì khối lượng hôm nay cũng cải thiện đâu đó khoảng 30-40%. Và về nguyên tắc thì ta có thể mua thăm dò ở cái vùng giá 50 được, và nó sẽ có cái kháng cự nhẹ nhẹ ở vùng 515-516, tức là quanh cái đường EMA 60 ngày một tuần trước, còn hiện tại thì nó cũng đang chạm đường EMA này 60 này. Và kháng cự tiếp theo là vùng 54.7, rồi cao nhất là vùng 58.5. Nhưng quan điểm của Du thì nghĩ là nó sẽ giống vào phát ấy, tức là nó đã bắt đầu breakout được cái cản chéo sau quá trình tích lũy thì nó sẽ dần dần đi lên và nó đến đỉnh cũ. Anh chị thấy Hòa Phát nó cũng là tương tự như thế đúng không ạ? Khi mà Hòa Phát breakout ở đây thì tất nhiên là Hòa Phát nó sẽ đẹp hơn, vì cái mô hình Hòa Phát nó hơi vách lên, các cái đáy sau nó xây dần cao lên nhưng nó không bị đáy ngang như là tech đúng hơn. Nhưng mà dần dần nó sẽ bò về đến cái đỉnh cũ, thậm chí là nó sẽ vượt. Thì tech thì nó sẽ yếu hơn. Nhưng cái việc kỳ vọng tech vượt đỉnh hay không lúc này nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta đặt một cái niềm tin nó quay lại đỉnh cũ. Từ nay cuối năm dù biết là nó tương đối khả thi, và có lẽ cái kết quả kinh doanh quý ba của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng nó sắp ra thì chắc chắn là nhiều người kỳ vọng nó rất là xấu, thì nó sẽ tác động đến những cổ phiếu ngành ngân hàng. Nhưng mà cũng tùy thôi, vì có những ngân hàng nó có cái quản trích lập dự phòng nó tốt, cho bao phủ tốt, thì kiểu Techcombank hay MB ACB thì cá nhân dùng nó sẽ không bị động quá nhiều. Và trường hợp của Tech thì là trường hợp mà cá nhân dùng nghĩa nó phù hợp với đám đông và nó xứng đáng để cân nhắc nhất lúc này trong dòng vốn ngành ngân hàng. Và những cổ phiếu khác như công thương hay là MB thì nó rất là đuối. Công thương thì quá tệ rồi, vì công thương phá đáy và nó vẫn chưa hàn gắn được đáy. Những phiên gần đây, ví dụ như phiên qua, nó cũng chưa hồi đến chạm được cái kháng cự vùng 30, tức là rất nhiều người bị mắc kẹt ở trên vùng 30 trở lên. Thì nó vẫn là trạng thái yếu. Và cái suy nghĩ thì nếu mà may mắn là sẽ bị cú hồi theo và cũng sẽ break out. Nếu những người mà đợi mua Techcombank, mua công thương, tốt nhất là đợi một cái cú nó có nến nó vượt cái giá 30 và một cái nến xanh giống như tech hôm nay và khối lượng nó tốt thì mua đấy mình thấy mua, còn nếu không nó vẫn chưa có tín hiệu gì đâu. Dễ nghĩ cho người đợi mua của những cái cầm cổ phiếu thì sẽ phải chờ cái diễn biến của tech. Có những diễn biến như của MB hay là ACB thì nó tích cực hơn là những cái trạng thái như công thương hay là liên Vietport hay VIB đã phá đáy. Cái Dung nghĩ là nếu mà cái triển vọng của tech nó đúng như Dung nghĩ thì những cổ phiếu này nó sẽ có cơ hội để nó tiến về cái cản trên này. Và nếu mà các anh chị quan sát tech mà diễn tích phiên sau vẫn tiếp tục tích cực, nhất là diễn biến ở phiên chiều, sáng nó có răng co nhưng mà phiên chiều nó tích cực, thì thường là những cái dấu hiệu của sóng tăng mới. Thì cái cổ phiếu mà nó sóng tăng thì thường phiên sáng nó sẽ diễn biến tích cực và phiên chiều nó sẽ tích cực hơn. Còn ngược lại sóng giảm thì phiên sáng tích cực thì phiên chiều rất tiêu cực. Thì anh chị quan sát diễn biến của tech thì mình quyết định về ACB hay là MB. Cái Dung nghĩ là ACB và MB nó sẽ xứng đáng là những trạng thái như tech hay là STB hay là VA có đáy hay lên Việt Bóc. Còn sơ bộ về dòng ngân hàng, dòng cổ phiếu ngành chứng khoán thì cái dụ thế nó chưa có gì mới, thì nó vẫn đang trong cái chuyện nó điều chỉnh trở lại sau quá trình tăng nóng thôi. Nó không bị giảm mạnh nhưng mà nó cũng chưa có động lực tìm nhiều, không gì mới, và nó chưa tạo được 2-3 phiên tăng liên tiếp, tức là chưa có cái mức chia tiền tốt được đáy. Thường như thế thì cổ phiếu nó vẫn là cái cục thôi, chưa có quan điểm gì rõ ràng về cái vùng đáy của những cổ phiếu này cả. Và mình cũng phải cân nhắc thêm, nếu trong trường hợp các cổ phiếu ngân hàng tích cực và đi lên thì có thể những ngành chứng khoán nó cũng sẽ được hưởng lợi, thì nó thường đồng hành với nhau, nó có hiệu ứng. Nhưng mà quá sớm để nói về đáy của các cổ phiếu ngân hàng thì hoàn toàn nó có thể, nhưng là nên nhẫn chờ đợi. Và nếu mà ưu tiên giao dịch thì nên ưu tiên giao dịch những cái cổ phiếu mà đang tích cực giai đoạn này, ví dụ như cổ phiếu ngành bất động sản. Hôm nay những cổ phiếu ngành bất động sản hay một số những ngành ảnh hưởng của đầu tư công là nó diễn biến cái xu thế nó rất tích cực, hay con hay Hòa Bình nó vượt những cái kháng cự rất quan trọng và nó là những cái cơ hội mà cân nhắc được do nó thấp. Còn những cái cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó đang hơi 50-50 và cái tiến rủi ro nó đang cao hơn. Thế nên là cái quan điểm chung của Du về thị trường thì nếu mà xét theo VN-Index và cái diễn biến của các nhóm ngành trong đây thì rõ ràng trường đang tích cực hơn một tuần trước, mọi cái diễn biến nó đang diễn ra tốt hơn. Nhưng gần đây khi nó xuất hiện điều chỉnh trong 1-2 phiên tới thì cái dung nghĩ nó sẽ là cái cơ hội lên chỉ nâng tỷ trọng. Để khi mọi thứ nó đang còn nghi ngờ ngờ thì đấy. Xin nhường đến hỏi các anh chị thôi. Trao đổi thị trường thì nó cũng
tóm tắt ở đây như thế cho anh chị được. Vâng ạ, cảm ơn anh Du đã có những cái chia sẻ đến anh chị nhà đầu tư về cái diễn biến thị trường cũng như là cập nhật một số cái cổ phiếu hay là những ngành mà tiêu biểu trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp đến cái phần Q&A, cái phần giải đáp các thắc mắc của các anh chị nhà đầu tư về các về thị trường hay về cái cổ phiếu. Linh xin phép được bắt đầu với câu hỏi về nhóm dầu khí, cụ thể là cổ phiếu PVP và cổ phiếu PVChan. Cổ phiếu PVP theo chiều giữ, anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? PVP thì hôm trước có một anh chị nào đấy hỏi thì các anh Du vẫn chỉ quan điểm thì phiếu này nên giữ được, tại vì xét về xuống ngắn hay trung hạn thì nó vẫn đang quá trình đi lên ấy, và nó cũng chưa có cái đỉnh nào ngắn hạn thì nó cản trở cái mức tăng cổ phiếu ấy. Còn nếu mà xét về cái quá trình đi lên trong thời gian qua thì nó cũng khá gập ghềnh, nó cũng đã có những cái đợt thay máu trong quá trình nó tăng ấy. Nó cũng chưa tăng nó quá nóng để nó gọi là về đích ấy. Thì thường những cổ phiếu mà trong cái sóng tăng thì nó sẽ giai đoạn đầu nó sẽ tăng chậm rãi, có những giai đoạn nó sẽ chạy mạnh hơn. Còn nếu nhìn ngắn hạn thì nó là cổ phiếu nó vượt đỉnh và nó đang tích lũy lại một hai phiên nữa, đã cân nhắc người ta bán, nó tạo ra cái các phiên bán và cái mức giảm nó ít và cái thanh khoản nó rất là nhiều. Thứ hai đúng không? Đáng tôi vẫn nghĩ là cổ phiếu này thì nó vẫn đang trên xu hướng đi lên thôi. Nhưng trước dù có đặt cho anh chị một cái hy vọng là giả định thì nó lên đến vùng 22 đến 24 đúng không ạ? Cân nhắc về chốt lời. Còn hiện tại thì khá dung nghĩ là cái rủi ro nó tương đối thấp, tại vì cả ngành nó đang đi lên và các cổ phiếu PP thì nó không chỉ là ngành vận tải mà nó là vận tải dầu khí, ngành dầu khí làm ăn phát đạt, việc vận chuyển rồi việc rủi ro về nợ động thì nó cũng sẽ thấp đi. Và tất nhiên là khi làm thuê cho một cái doanh nghiệp một ngành nào đấy mà cái ngành đấy làm ăn phát lên thì doanh nghiệp làm thuê này cũng được hưởng lợi thôi. Đã dung nghĩ là cái trạng thái nó vẫn rất tích cực thì anh nên giữ hoặc kẻ mua mới vẫn được. Nếu đặt một cái triển vọng lên tầm hôm trước có đo cho mọi người là lên tầm 23.5 đến 24 thì đặt một cái kỳ vọng lên đâu đó khoảng 15 đến 20%. Còn cái rủi ro thì mình đặt cắt lỗ ở dưới giá 19 thôi, và chấp nhận cái rủi ro là vỡ 5%. Nếu anh chị mua được cái giá thấp hơn tầm 19 năm mình đặt cái rủi ro là giá xuống 18 năm, hoặc là mình đặt cái rủi ro là nếu mà nó vỡ kênh giá này đâu đó khoảng 18 năm đến 18.8 mình cắt lỗ thôi. Thì chết định nó là việc mà chúng ta đánh giá xác suất và chúng ta chấp nhận lựa chọn thôi. Cái dù thấy cái xác suất đang cổ phiếu này nó đang cao hơn mình có thể bảo hiểm. Còn trường hợp của PVChan thì thời gian vừa qua nó cũng có những đợt tăng giá, nó đang tạo đỉnh ngắn hạn, nó không được như PVP tại vì nó đã tăng theo nhóm ngành vận tải trong thời gian trước, không chỉ là tăng theo ngành khí, và nó đang có những thời gian tích lũy lại thì mua mới cái dung nghĩ là chưa nên, trừ khi trường hợp của phiếu này nó vượt được cái đỉnh vùng 25.5 thì mình cân nhắc. Nhưng mà cái trạng thái chết định của phiếu này cũng rất là khó. Những cái lần vượt đỉnh nếu mà quan sát mình thấy là vượt đỉnh của tháng 8, vượt đỉnh của tháng 6, sau đấy cổ phiếu nó lại rơi ngược lại rất là nhanh. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 vượt đỉnh của tháng 8 thì nó cũng lại có một đợt chuyển lại dưới lại, chỉ đêm kiểu breakout là mua theo hướng và xuống cổ năng vượt đỉnh. Cổ phiếu này hiện tại rủi ro nó vẫn có thể là rủi ro đỉnh, và cái cách chỉ định nó khó như thế thì cái dụng là nên bỏ qua thôi, không nên cố kiếm tiền trên một bài toán nó tương đối khó. Trong đấy cái xác suất hai đỉnh hoặc là rủi ro nó đi xuống vẫn còn cao hơn, thì nó hiện vẫn là 50-50 nhưng mà cái rủi ro nó cũng tương đối, nghĩa là không nên chọn cơ hội này. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Về câu hỏi tiếp theo của anh Mạnh ấy, thì anh có hỏi về xin nhận định về cổ phiếu của ngành gỗ và du lịch, thì Nguyễn Anh Du có cái view gì về hai ngành này không ạ? Gỗ thì chắc có PTB là... Tôi thấy là đọc những báo cáo về xuất khẩu của ngành gỗ từ đầu năm nay thì Du thấy rất tích cực, là tăng trưởng rất là mạnh. Và ngành gỗ thì cái Du thấy là An Cường là cổ phiếu rất là lớn nhưng mà nó đang dịch upcom mà nó chưa nhiều dữ liệu. Còn cổ phiếu mà đánh giá về góc độ cơ bản nó tích cực là GDT nhưng mà thanh khoản thì nó hơi thấp. Và cái trạng thái cổ phiếu này hiện tại vẫn đang tích cực, tức là nó đang dần dần xây những đáy sau hơn đáy trước và đang dần dần đi lên, mà cái thanh khoản nó hơi thấp, rất là tiếc trên đây. Còn những cái trạng thái mà
nhỏ hơn. Nếu mà anh chị số vốn thấp thì có thể chơi chiết đinh được thì trên GDT, nhưng mà thường số vốn lớn thì chúng ta sẽ khó vì thanh khoản nó thấp quá. Thanh khoản đâu đó nên những phiên cao điểm chỉ có khoảng 200-300 nghìn thôi, còn bình thường thanh khoản nó chỉ mấy chục nghìn, hơi khó chết đi. Còn TTF thì câu chuyện nó quá rủi ro và nó định giá của nó cũng có vấn đề, vì nó đã âm vốn, đang cố gắng khắc phục và người ta đang mua vì cái kỳ vọng của nó thôi, chứ còn thực tế cái kết quả kinh doanh và cái báo cáo tài chính của nó thì để khắc phục được cái lỗ lũy kế và có cổ tức cổ đông thì chắc là còn rất là lâu, và cái giá hiện tại nó cũng đang phản ánh tương đối cái kỳ vọng rất là lớn thôi. Giá nó không hề rẻ so với cái cơ bản của hiện tại, mặc dù thanh khoản của rất là tốt để người tham gia nhưng mà nó lại không đạt các tiêu chí về cơ bản, và cái xu hướng nó cũng đang là sideways trong trong 5 tháng qua. Nó cũng rất khó chịu đinh nếu mà chịu đinh biên độ rất là hẹp, tới 5 tới 7 có chịu đinh được, còn chịu đinh mà muốn kiếm khoản lợi nhuận tốt hơn thì rất là khó. Còn ngành du lịch thì các anh chú thấy là những cổ phiếu ngành vận tải hay là du lịch thì đa số nó vẫn chịu ảnh hưởng của dịch Covid ấy. Và cái triển vọng của nó thì hiện tại nó cũng khá là mập mờ, tại vì phải đến quý 1 thì cái độ phủ về vaccine 2 mũi của Việt Nam nó mới tốt lên được. Hiện tại cái tỷ lệ tiêm đó khoảng hơn 10% được tiêm 2 mũi, và cái triển vọng mở cửa lại ngành du lịch thì nó còn nhiều gian nan, và nó còn những cái rủi ro là tiêm xong lại bị giãn cách những đợt tiếp theo nữa. Ngay anh chị thấy như ở Mỹ hay Singapore người ta tiêm tỷ lệ vaccine rất là tốt đúng không, nhưng mà chúng ta vẫn có những rủi ro bị phong tỏa trở lại. Cổ phiếu ngành hàng không hay ngành du lịch thực ra nó vẫn là trạng thái rất là tiêu cực thôi, nó vẫn là những trạng thái hồi trong ngắn hạn thôi. Ngay như Vietjet thực ra nó chưa vượt cái kênh giá giảm tính từ 2018 rồi, nó chưa bước vào chu kỳ tăng mới. Cái dung nghĩa là nên kiên nhẫn đợi thôi. Còn cổ phiếu ngành du lịch như Vietravel Hồ hay là VNG chẳng hạn thì nó cũng rất là tiêu cực, nó cũng không khác gì cổ phiếu ngành hàng không cả, thậm chí nó khi nó còn bết bát hơn. Các cái đỉnh sau nó càng ngày càng thấp hơn, rồi các đáy sau nó càng ngày càng đi xuống, nó cũng chưa có diễn biến nào tích cực. Và khi mà mua như này thì nó quá mạo hiểm, tốt nhất là nên đợi những cái tín hiệu về khôi phục ngành nó sáng sủa hơn. Thì thường thì chứng khoán nó sẽ phản ánh trước thôi, chứ không phải đợi lúc nào ngành hàng không có lãi hay các công ty du lịch có lãi nó mới tăng giá. Nhưng mà khi nào những cái thông điệp mở cửa của nó rõ ràng, nó quyết liệt hơn, có thời điểm rõ ràng ấy, và cái phương án nó rõ ràng, kể cả trong trong dịch người ta vẫn duy trì hoạt động đấy, thì tương lai của ngành vận tải hay du lịch, vận tải hành khách với du lịch thì dung nghĩ nó sáng lại được. Còn hiện tại thì chưa có gì mới và nó vẫn là trạng thái rất là rủi ro sau mặt bằng chung, thậm chí nó còn tệ hơn rất nhiều so với ngành chứng khoán và đang đang suy yếu. Ngành ngân hàng nó nhìn nó còn sáng hơn, còn những cổ phiếu này thì anh dung nghĩ là phải đợi thêm thôi, kiên nhẫn, chưa thể mua lúc này. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Thì câu trả lời về Gỗ Trường Thành thì cũng đã trả lời cho câu hỏi của anh chị Mai Anh nhỉ. Tiếp theo thì có anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu HAP, HAP đấy. Thì bên anh Du có cái theo chiều giữ ạ. Cổ phiếu này thì quan sát cá nhân Du thấy là cái những cái diễn biến của nó trong thời gian qua nó tương đối, nó không có tính thị trường lắm. Giống như một số cái cổ phiếu nào đấy tăng rất là mạnh, có những cái đợt nó trả xuống rất là nhanh, nó không thân về mặt cơ bản lắm. Cổ phiếu này tăng giá do tâm lý đầu cơ là chính thôi. Thế nên những cái đợt lên giá rất là mạnh và những cái đợt xuống giá cũng không tương đối sốc. Nên cá nhân Du thì thường những cổ phiếu nào mình không tin tưởng thì cố gắng là mình không tham gia thôi. Thì khi mà mình không tin tưởng mà mình thấy cái diễn biến của nó bất thường, nó lại không có những cái thông tin cơ bản nó support cho cái phần đánh giá, cá nhân mình thấy là nếu mà chết đinh thì mình sẽ không kiếm được nhiều, thứ hai là cũng không dám mua nhiều, thì tốt nhất là mình không nên chết đinh nào. Thì cá nhân Du thì từ khi tham gia chứng khoán đến nay thì cũng đã từng chết đinh đủ loại cổ phiếu, 2010 cũng chứng kiến những giai đoạn điên rồ thị trường, những cổ phiếu rất là lởm khởm và có định giá vào cái mức giá cao hơn những cổ phiếu tốt như Vinamilk. Ra là sau 1-2 năm thì mọi người sẽ thấy là những cái cổ phiếu nó có giá trị hay không giá trị, nó sẽ có sự khác biệt, nên mình phải tìm hiểu cả cơ bản cổ phiếu nữa, và mình tránh những cổ phiếu mà nó chỉ tăng thuần mặt kỹ thuật mà nó không thể cơ bản nó chậm, và nhất là những cổ phiếu mà có những đợt tăng nó rất bất thường và giảm rất bất thường, thứ nhất là nên tránh đâu. Mọi người thấy là lúc lên thanh khoản rất là tốt nhưng mà khi xuống thanh khoản nó lúc nó mất thanh khoản rất là cạn kiệt, cổ phiếu này nó hơi nguy hiểm. Anh Dung nghĩ là nên tất toán chọn cơ hội khác rồi. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh Đỗ Thanh Tùng hay là anh Tuấn Phúc thì có câu hỏi về cổ phiếu Pau ạ. Anh Du có trao đổi gì về cổ phiếu này ạ? Cổ phiếu này cũng khá là tích cực trong một vài phiên gần đây.
Tao thì gần như buổi nào livestream của Du thì cũng thấy các anh chị hỏi rồi, và anh Du vẫn duy trì quan điểm nó rất là tích cực thôi, tại vì nó đã vượt qua cái cản chéo mà nối từ tháng 1 đến nay, thì cái cơ hội của nó sẽ tiến về cái vùng cản kháng cự ở vùng 14 hoặc là cao hơn ở vùng 15, nó sẽ thiên về hướng giữ đó, vì Vâng, cái cảm ơn. biên độ từ đây đến cái kháng cự này nó không quá lớn ấy. Và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà được trung tâm vốn đầu tư cũng đưa lên ý tưởng giao dịch, thì anh chị quan sát này, đưa ý tưởng mua từ vùng 12 này với kỳ vọng cũng là 14 là kháng cự thôi, và hiện tại đang lãi 7%, đang mua ngày 1 tháng 9, còn hiện tại mua thì nó cũng hơi lưng chừng một chút, tức là cái kỳ vọng nó không lớn nhưng mà mua thì vẫn được, nó vẫn là cái xác suất thì vẫn kiếm được tiền thôi, nhưng mà mình sẽ chấp nhận cái lợi nhuận nó mỏng và đặt cái ngưỡng cắt mô cắt lỗ nó mỏng, ví dụ như vỡ ngưỡng 12 là mất khoảng 8 like mình cắt lỗ, và những phiên mai thị trường nó điều chỉnh mua được 25 26 chẳng hạn, vì cổ phiếu này thì khoảng nó lớn nó hay điều chỉnh 2 3 like một phiên, thì các anh chị đặt cái kỳ vọng về vùng 4 cắt lỗ vỡ 12 thì chấp nhận được, thì rủi ro nó rất là thấp, cái xác suất thắng là sẽ là tương đối cao, nhưng mà cái mức lợi nhuận nó sẽ không lớn đâu, mình phải chấp nhận cái bài toán này. À, anh Đỗ Thanh Tùng thì có hỏi thêm một cổ phiếu ngành điện khác là GEG, không biết Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không? GG thì đây là một cổ phiếu mà trước đây nó giao dịch nó cũng hơi hơi vô thường, tức là nó hơi hơi giao dịch không không tính thị trường lắm, với những cái đợt tăng giảm rất bất thường, mà thanh khoản những cái đợt nó rất là đều nhau hàng ngày như máy tạo lập, là nó rất là đáng ngờ và mình không tin tưởng lắm, đều như là bỏ tăm. Thì cổ phiếu này với lại cổ phiếu SBT là như là cổ phiếu cùng thuộc của Thành Công, cá nhân tôi thấy là cái chất lượng tài sản hay là những cái biến về giao dịch nó không có đạt cái tiêu chí mà trung tâm vốn từ đưa ra, nên cá nhân tôi sẽ không đưa ra quan điểm của cổ phiếu này đâu, nhưng mà nếu mà thuần mà kỹ thuật thì nó vẫn đang tích cực, nó vẫn là một cái dạng mô hình, thế là nó là hai cái đáy lớn kháng cự ở vùng tháng 1 năm 2021, tức là triển vọng nó đang tích cực và nó đang có cái đỉnh cũ ở vùng đâu đó khoảng 23, tức là nếu anh đang có cổ phiếu rồi thì anh có thể giữ, tức là mình đã chót mua rồi thì mình còn mua mới thì cá nhân du nghĩ một người không nên, thì vì cổ phiếu này thì cá nhân du thấy tin tưởng thì mình phân tích lại có thì giữ và mình tận hưởng thêm một chút trong nó nữa thôi, nên tránh cái cổ phiếu này. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Chị Nông Khánh Huyền thì có câu hỏi dành cho anh Du là anh có nhận định về cái chiều nắm giữ của cổ phiếu công thương không Câu hỏi này rất khó đúng không? ạ? Có thì vì ra vì thế cổ phiếu nó vẫn đi xuống, và nếu mà nắm giữ mà tiếp tục gồng lỗ thì nó cũng khá là đau đầu, thì vì như thế chúng ta đang đang sai về xu hướng và chúng ta đang cố gắng bảo thủ, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn theo nhóm ngành ngân hàng nó đã suy giảm khá nhiều rồi, thứ hai là những xấu nó cũng ra hầu hết, chỉ còn báo cáo tài chính quý ba thôi là nó kết thúc xấu, và nếu mà nhìn thêm diễn biến của Techcombank thì bây giờ chỉ trông chờ diễn biến của Techcombank, nếu như thuần về mặt công thương mà tách khỏi cái nhóm ngành ngân hàng mà tách khỏi thị trường thì rõ ràng vẫn là tín hiệu để bán đâu, thì nó lên phái và nó không vượt lại được, nó đều hồi lên vùng nó vỡ vùng 30 nó hồi lên và nó lại có dấu hiệu là yếu đi và nó muốn vỡ lại, mà nếu mà nhìn theo cái cạnh của Techcombank thì cái dung nghĩ là buộc phải chấp nhận giữ thôi, tức là mình phải chấp nhận thêm cái rủi ro nữa và mình bet cho cái xác suất là Techcombank nó sẽ đi lên và chỉ nó có thể đi lên lại cũ, nó kéo ngành ngân hàng đi lên, vì thực ra tâm lý thị trường trông ấy thôi, thì gần 1 2 cổ phiếu ngân hàng mà nó đồng thuận đi lên thì tâm lý mọi người lại, lại sợ lỡ sóng ngành ngân hàng lại háo hức quay lại ngay thôi, nên nếu tỷ trọng của mình vừa phải thì tôi nghĩ là chỉ có thể tiếp tục giữ được, nhận cái mạo hiểm vì nó đã qua cái điểm bán tốt rồi, và mình nên rút kinh nghiệm là lần sau mình nên đặt một cái ngưỡng cắt lỗ và nó vi phạm thì mình nên cắt lỗ, mình không nên cô đoán, thì cổ phiếu khi nó đi xuống nó xuống rất là vô cùng, có nhiều cổ phiếu nó còn về lại cái vạch xuất phát nó sau 2 năm nó tăng bao nhiêu nó trả hết, mình cũng không cố đoán này, còn nếu như tỷ trọng lớn quá thì có thể là anh chị là 50, tức là mình lựa những phiên mà nó thị trường hiệu ứng công thương hiệu ứng Techcombank mình giảm phần xác định, nếu người trong trường hợp xấu mà nó rơi tiếp thì cái ngưỡng hỗ trợ đâu đó khoảng quanh 26 thì nó khá là gần, thì nó sẽ là cái kênh giá trung hạn rất là tốt của công ty, thì cái xác suất để vỡ cái kênh giá này hiện tại nó cũng không quá cao đâu, thì nếu mà nhìn theo bối cảnh của nó giảm suốt từ tháng 6 đến giờ
mình phải chấp nhận một cái kịch bản giả sử như xấu nhất thì nó về đến 25, 26 nó sẽ lại hồi phục. Còn như nếu mà nó vỡ đến 25 nữa thì mình buộc phải cắt lỗ, vì trong đấy nó không còn cái gì để bù víu, mình buộc phải chấp nhận kịch bản lỗ 25. Là mình cho nó thêm cái biên độ để chấp nhận thêm rủi ro, nhưng mà cũng phải có một cái giới hạn. Còn về ngắn hạn thì trông chờ vào Techcombank thôi. À, cái dung nghĩ thì mức tỷ trọng nó ở mức vừa phải thì mình chấp nhận nắm giữ, không có cách nào. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh Huy Hùng thì có hỏi về cổ phiếu DRI ạ. Anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không cao su Đắk Lắk ạ? Các cổ phiếu này còn làm cũng làm cổ phiếu cái dù thời gian qua cũng khá quan tâm, nhưng mà mình cũng không chết định nó đâu. Có theo dõi và thấy cái diễn biến giá của nó rất là tích cực trong trong trung hạn, tức là nó đi lên rồi chỉnh lại đi lên thiết lập những đỉnh sau hơn. Và nếu mà nhìn thấy mẫu hình thì đã rất là tích cực, tức là nó lên rồi vượt đỉnh, nó điều chỉnh kê lại cái vùng 12 của nó đã vượt, và thế nó cũng khá bài bản. Và khi mà điều chỉnh thì người thấy là cái cung nó rất là thấp, nó cho thấy là những người mua lên ấy, và thậm chí là những người mua cái giá rất là thấp còn thì vẫn có niềm tin nắm giữ vì đang không bán ra. Sợ nhất là khi giảm thì quá trình trong vài tuần qua một khối lượng nó lớn ấy. Tôi thấy là những ông mà mua từ vùng đáy đi lên này, thậm chí là mua từ đây đi lên, người ta bán hết vì đạt kỳ vọng, nhưng mà người thấy là rõ ràng cái lượng cung mà trong quá trình đi lên có nhiều người mua được giá rất là rẻ, đúng không ạ? Có thể lãi được vài chục phần trăm trong thời gian qua, nhưng người ta cũng hầu hết là không bán, chỉ có một số ít bán thôi, chứng tỏ những cái cá nhân lớn đang sử dụng cổ phiếu này, người ta vẫn có cái kỳ vọng nào đấy. Nhất là có thể là do kỳ vọng cái giá thị trường thế giới đi lên, và có thể là kỳ vọng vào những cái việc thoái vốn của cổ phiếu này, thì hình như đâu đó là cổ phiếu này cũng có những thông tin liên quan đến thoái vốn của tỉnh ủy Đắk Lắk, không nhớ rõ lắm, mọi người có thể check lại. Mà nó có kỳ vọng về cái việc giá cao su tăng, và thứ hai là kỳ vọng thoái vốn. Thế về mặt sales story để check in thì nó có câu chuyện để check in, còn về mặt kỹ thuật thì nó vẫn tích cực, và cái xác suất để nó vượt lại cái đỉnh này lên tiếp thì dù rất là cao, và khó để xác định cái kỳ vọng của nó thôi, còn xu hướng của nó thì nó vẫn là tích cực. Mua mới hay là giữ thì cá nhân Du nghĩ là vẫn chọn lựa được, vẫn có thể mua mới và để lại nó chạy lên thị trường, chấp nhận một cái kịch bản trailing stop là nó sẽ lên đến đâu nó sụt 5% thì mình bán thôi. Còn cắt lỗ thì người đặt các ngưỡng 7-8% thì cắt, mà tốt nhất là đặt cái ngưỡng vỡ giá 12 này thì cắt này, đúng không? Tức là vỡ khoảng một giá tương ứng khoảng 7-8%, vỡ hỗ trợ quan trọng 12 đóng cửa thì mình bán. Còn cái triển vọng thì mình sẽ kỳ vọng là nó phải vượt cái đỉnh 34 35 này, và Dung nghĩ là nó cũng không khó để vượt đâu, tại vì nó tiến rất sát rồi, và cái thanh khoản người thấy là trong 3 phiên trở lại đây thì thanh khoản có thể tăng tốt hơn các phiên giảm, tức là cái niềm tin của những người giữ và những người mua mới rất là tốt, rất vượt đỉnh này là rất là cao. Và với một cái giả định mà nó tăng bằng cái khoảng trước đấy, giả định tăng bằng cái mô hình trước đấy, nó vẫn còn một cái kỳ vọng tăng giá đâu đó khoảng 15 thì nó không quá dẫn nhưng mà chấp nhận được, và xác suất 9 tháng cái dung là nó cũng cao, nó thiên về hướng giữ và mua mới thì chấp nhận được, kỳ vọng sẽ lớn, do thì thấp. Các bạn, cảm ơn anh ạ. Ở đây thì có anh Tiến và anh chị Phương Vũ có hỏi về cổ phiếu VIX và Vinhome ạ. Thì anh Vũ có thể chia sẻ giúp hai anh chị về cổ phiếu, về hai cổ phiếu này không Tự nhiên lần nào mà người hỏi về mấy cổ phiếu này nhỉ? VIX thì nó vẫn là ạ? tiêu cực thôi, thì ra như nó cũng chưa gì mới, và nó cũng chưa hồi về đến cái kháng cự của kênh giá giảm, thì cái nó mới có cơ hội đấy mình cân nhắc. Còn khi nó còn xa này thì nó còn còn nhiều những nó tạo được cái tiền nó sẽ quay lại, thì đấy nên quan tâm hiện tại mua như này thì biên nó rất là hẹp, đâu đó kháng cự ở quanh vùng 91-92, nó mua ở hiện tại nó bán chỉ ra tối đa là 5%, còn rủi ro thì có thể là bằng hoặc cao hơn, nên ra là mình không chịu bán bài, và nó xấu mà nó lại hên xui, cái xác suất chiến thắng rất là nhỏ. Quan trọng là trong quyết định là phải chọn được những cái cơ hội mà khi đúng thì chúng ta được phần thưởng nhiều, khi sai chúng ta mất ít. Rồi mất kết nối là Linh. Alo Linh có nghe đây không? Người có nghe đây Vâng ạ, mất xem màn hình nhớ nhờ, anh xem lại màn hình ạ. không? Ok. Thì như VIX thì nó chưa phù hợp để chết đinh, nó vẫn là diễn biến trong xu hướng giảm, và nó đang là nhịp hồi rất là nhỏ và yếu lắm. Cái hôm trạng thái nó nhìn có vẻ tích cực hơn,
thì nó đã có hai phiên mà break hẳn qua cái mô hình giá giảm thì tháng 8 giờ rồi, tức là nó đã có sự thay đổi một chút về trạng thái. Đây có thể là một nhịp hồi phục hoặc là cũng có thể một đợt mà chạm lại về đỉnh cũ, nhưng mà thường kỳ hạn chạm đỉnh cũ người ta vẫn coi là hồi phục thôi, còn những cái xác suất này để vượt đỉnh rất là khó, tại vì lượng phát của mình rất là thấp. Còn nhìn về mặt mô hình thì đây là ba cái nến trắng liên tiếp rất là tích cực, và nếu như mạo hiểm mua thì mọi người cũng có thể chấp nhận mua được, khi một hai phiên tới nó có điều chỉnh nhẹ một hai phiên thì mình có thể cân nhắc mua. Lúc này thì nó cũng sẽ kỳ vọng về cái vùng vùng kênh giá trên là vùng 86 đó, 85 86, đấy nó không quá hấp dẫn đâu, tức là ở vùng 8 78 80 bên đấy nó khoảng 8 đến 10% nhìn thì thôi, rất là ít, và nó vẫn là một cái mô hình nó tương đối sống trung hạn, tại vì nó đã vỡ cái kênh giá trung hạn từ tháng 4 năm ngoái, tháng 4 năm nay, và nó vẫn chỉ là một cái cú hồi. Và cổ phiếu này thì cũng rất khó để mua vượt đỉnh, thì vì mỗi lần mua mua vượt đỉnh trở lại tượng cổ rất là mạnh, thế nên là trên đỉnh đó thì buộc phải mua lúc tù mù này thôi, lúc nó mới bắt đầu nhú lên chớm đẹp thì có thể mua được, còn sau này nó lúc mà nó quá đẹp thì cẩn thận, cái trạng thái nó rất nhiều lần nó vượt đỉnh, cái chị thấy nó cứ vượt đỉnh của nó lại tượng cổ rất là mạnh, được giảm nó rất là sốc và nó nhỏ ấy. Hạn chế mua khi nó đẹp, còn như trạng thái hiện tại thì nó là trạng thái rất xấu thì có thể cân nhắc được, kỳ vọng ở đâu đó khoảng 5 6 mà nó hồi phục theo theo lý thuyết, và nó không phải là một trạng thái cực lắm để mình kỳ vọng đâu, vì nhìn cái trạng thái này chiết định nó nhìn nó rất là mạo hiểm và nó cũng khá chênh vênh, nó không quá hấp dẫn để mình đánh đổi. Nó có những trạng thái tốt hơn thì mình nên lựa chọn những trạng thái cổ phiếu nó tốt hơn, còn mình không nên cố gắng. Còn nếu mà mình đặt những cái niềm tin cổ phiếu nó quay về đỉnh cũ và đỉnh lúc này thì nó hơi khó khăn và nó hơi mơ mộng quá, tại vì cái đợt giảm qua khối lượng rất là lớn và cái lượng kẹt hàng và nhà đầu tư trong một thời gian qua cánh dung rất là nhiều, để cái quá trình lên thay máu đấy sẽ mất rất nhiều thời gian nên khó để kiếm khoản lớn, và nó không có câu chuyện phải mà tăng giá mạnh, đặc biệt là cánh dung nghĩ là nó chỉ là cái thương vụ chiết định rất là nhỏ và ngắn với cái kỳ vọng rất là ngắn nên hạn chế. Cảm ơn anh ạ. Thì anh chị Đinh Như Quỳnh thì có hỏi về chiều mua cổ phiếu Zin, Đích Tập và BSI. Nhưng cái máy Vâng ạ, đúng rồi ạ. thì diễn biến chung và dài hạn nó rất là đẹp. Cổ phiếu này trong nhiều năm qua nó vẫn là cổ phiếu tăng giá đó. Nó chỉ có đợt giảm giá mạnh vào đợt ở đâu đó là tháng 4, là khi doanh nghiệp công bố, tháng 4 tháng 5 là doanh nghiệp công bố việc mà sẽ phát hành đối tác chiến lược giá rẻ. Nó khiến cho nhiều cổ đông bị mất niềm tin mà nó xảy ra một đợt bán rất là mạnh. Nhưng đến thời điểm này thì cổ phiếu nó hàn gắn lại hết và nó đi lên, nó vượt được đỉnh. Rõ ràng cái triển vọng ngắn trung hạn nó vẫn là tích cực thôi, thanh khoản của nó cũng không quá lớn nhưng mà nó cũng tạm chấp nhận được. Cổ phiếu này các anh nghĩ là cái triển vọng nó phía trước nó vẫn tương đối sáng, nhìn theo cái mô hình của cổ phiếu và mua mới thì cũng có thể chấp nhận được. Ví dụ như anh chị mua mới ở thời điểm này và mình đặt một cái kỳ vọng nó lên đâu đó vùng nhịp tăng ở đây, các nhịp tăng ở đây nó diễn ra đó khoảng 20 giá, giá 55, giá 75, thì chúng ta đặt cái kỳ vọng nó lên đến giá 80, 85 chẳng hạn, là một kỳ vọng tương xứng với cái nhịp tăng trước, nó sẽ tăng zigzag lên đấy. Và mình chấp nhận cái mức ngưỡng cắt lỗ là nó sẽ vỡ ngược lại cái vùng đáy này mình cắt, thì vì nó khi nó tạo một cái đỉnh sau đó đỉnh trước, mà nó cái đáy sau đó đáy trước thì vào đã giảm. Cái đâu đó là mình sẽ đặt cái cắt lỗ là thấp hơn 63 thì mình mua hiện tại ở giá 70. Biên độ cắt lỗ sẽ là 7 giá, đúng không? Còn kỳ vọng là khoảng 15 giá, tức là gấp đôi cắt lỗ, là chấp nhận cuộc chơi đi được. Nhưng mà cái tỷ lệ VWAP trên RIC nó là 2 lần, thì anh Dung nghĩ là hoàn toàn là chết đi và có thể mua nắm giữ. À, DG. DG. DG hôm nay tăng trần đúng không? DG hôm nay cũng là cổ phiếu mà cũng có cái diễn biến nó tích cực. Thì DG đợt trước thì nó vỡ vùng tích lũy mà kéo dài cả tháng. Diễn biến hôm nay nó tích cực thì nếu mà chúng ta kể cái kênh giá giảm ngắn hạn thì hôm nay là phiên nó chớm break qua rất là đẹp và nó kết thúc cùng một phiên tăng trần, cho thấy là cầu mua rất quyết liệt. Hiện tại thì nó cũng khá gần cái kháng cự ở vùng 36, nên nếu mua thì thường khi mua breakout khỏi xu hướng giảm thì sẽ chọn một phiếu nào đấy nó phải cách xa cái kháng cự này một chút, tức là nó có thể gần nhưng mà nó phải cách xa đâu đó khoảng 15% trở lên. Mua đầu phiên này thì ở dưới phiên này có vẻ là cũng bảo hiểm được, còn nếu mà chúng ta mua đuổi phiên tới nó hơi khó, tại vì đỉnh nó khá là gần và rất nhiều cổ phiếu thì
nó có những cái đợt hồi phục lên và nó tạo thành hai đỉnh hay ba đỉnh thì nó không vượt được đâu, chắc là vượt. Đó là cái việc mà phán đoán việc vượt bây giờ nó hơi mạo hiểm. Tốt nhất là nếu mà muốn chốt định những cổ phiếu như này thì phải đợi thôi, mua những cổ vượt đỉnh, như là cái đợt vượt đỉnh của tháng 8 này ta mua những ngày 6 tháng 8, và những cái đợt vượt đỉnh của lần trước nó đẹp hơn, tại vì điểm xuất phát thì nó xa hơn, tức là nó phát từ cái điểm một cách xa đỉnh, là từ xuất phát lên đỉnh ở đâu đó khoảng là biên độ nó còn gần 20%, 57%, nó đủ thời gian để chúng ta cân nhắc để mua vào những phiên sau này, đủ cái khoảng cách để chúng ta phản ứng khi mà nó về nó sát đỉnh. Nhưng mà nếu chúng ta mua phiên ngày mai chẳng hạn mà nó lên đến sát đỉnh nó ngược lại, nó sẽ rất là khó nghĩ, vì lúc đấy chúng ta sẽ người kẹt sát đỉnh. Thì nếu mà có thì cái dung ý là nên quan sát ở vùng kháng cự cũng là vùng 36 để mình cân nhắc cái việc mà có bán ra hay không, nếu mà xuất hiện những cái nến mà lực ngược khối lượng lớn thì mình nên bán. Còn hiện tại mua mới thì cái không nên, phải đợi nó vượt hẳn đỉnh và nó có những cái đợt điều chỉnh, hoặc là nó break out với cái phiên ở đấy nó thuyết phục thì có thể. Còn mua bây giờ thì không nên, vì nó vẫn nằm dưới kháng cự mà nó khá gần. Ở đây thì anh Quang Võ có hỏi về cổ phiếu gas giá mục tiêu, thì như anh Du đã trao đổi đầu đầu buổi, cái giá mục tiêu của gas hiện tại thì sẽ nằm ở vùng đỉnh trước đó đâu đó quanh vùng 115. Tuy nhiên thì với cái diễn biến khá là tích biến giá khá là tích cực ở thời điểm hiện tại, đồng đồng thời với khối lượng giao dịch cũng khá là tốt, thì anh có thể quan sát thêm cái diễn biến giá ở cái vùng 115 để xem là cái giá cổ phiếu nó phản ứng tại vùng đó như thế nào. Đây, anh có thể quyết định rằng là mình bán ra hay là mình tiếp tục mình nắm giữ để chờ cổ phiếu nó tăng ở tốt tiếp hơn trong thời gian tới. Thì anh chị Mai Anh có hỏi về cổ phiếu TCD, thế chú có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này được không ạ? Đây là một cổ phiếu mà hình như là cũng có liên quan đến cổ đông lớn của BCG đấy. TCD à? Vâng, đúng rồi ạ. Cái xu hướng của nó ngắn hạn thì nó vẫn tích cực thôi, tức là kênh xuống thì vẫn tăng và giá như hôm nay vẫn vượt đỉnh đi tiếp. Giá cổ phiếu này thì thanh khoản nó cũng vừa phải, nó không quá lớn và không quá nhỏ, thì nó phù hợp mà kẻ mua mới nắm giữ cái dung là vẫn vẫn chấp nhận được. Thanh khoản nó khoảng đâu đó khoảng triệu, hơn triệu phiên, những khoản tốt là khoảng 2-3 triệu đâu. Cái đợt điều chỉnh vừa qua mọi người thấy là những cái phiên trước đấy có những phiên mua rất là lớn, nhưng mà những cái đợt điều chỉnh người ta không bán, còn người ta mua những mục đích đầu tư dài hạn hoặc là để tăng tỷ lệ sở hữu của ai đấy. Cổ phiếu này thường sau đợt tăng mà khối lượng nó giảm ít, cái triển vọng nó vẫn tích cực, nhất là nó vượt đỉnh, cái dung ý nó vẫn tích cực thôi. Mình có thể mua mới hoặc là nắm giữ thì tiếp tục nắm giữ, và nên đặt cái chiến lược stop. Nếu mình đang có và mình nắm giữ thì mình chấp nhận là để lãi nó chạy theo thị trường, và khi nào mà giá nó sụt giá cao nhất bao nhiêu phần trăm tùy cái mức mình chấp nhận là mình sẽ mất bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, sẽ take profit để mình thu lời về thôi, ví dụ như 5% hay 7%. Còn triển vọng cổ phiếu này nhìn nó vẫn rất là đẹp, thấy nó rất là đẹp về mặt ngắn hạn, Vâng. rất là đẹp. Cảm ơn anh ạ. Đây anh chị Thủy thì có hỏi về cổ phiếu DXS. Anh Dung có trao đổi về cổ phiếu này không ạ? Đấy, Được thực vậy, ra nó mới mới lên niêm yết, sàn. thế nó mới niêm yết, nên ra là thanh khoản nó cũng thanh khoản rất là nhỏ nữa, thanh khoản có 200-300 nghìn. Và cái Du thấy là cũng rất nhiều người bị kẹt hàng là từ đợt IPO ấy. Nhìn thế này nó cũng chưa có diễn biến gì mới đâu, vì nó là một trạng thái đi ngang với khoảng nó đều đều vài 300, nó không có động lực mới, không có tiền mới. Nhưng mà nếu nhìn sang cổ phiếu mẹ của nó là đất xanh thì diễn biến của phiên hôm nay nó cũng khá tích cực, tức là nó bắt đầu có những chuyển động nó tích cực, nó phá vỡ được kênh xuống giảm, thì nó có thể kích hoạt cái dòng tiền đầu cơ vào cổ phiếu đất xanh. Và khi đất xanh nó tăng tốt thì thường thì cổ phiếu trong cùng tập đoàn thì nếu cổ phiếu này tăng, cổ phiếu khác nó sẽ có dấu hiệu tăng giá thôi. Ta sẽ có hai con niềm tin là cổ phiếu mẹ tăng, cổ phiếu con tăng và ngược lại. Thì cái suy nghĩ thì phải nhìn cái động thái của đất xanh để biết động thái của đấy ghét thôi. Và như cổ phiếu đất xanh đấy ghét thì trong thời gian qua thì nó cũng gây một số cái mất niềm tin của nhà đầu tư cá nhân ấy. Tại vì như đấy ghét thì phát hành giá cao và khi lên sàn không đạt cái kỳ vọng như nhà đầu tư mong muốn và nhiều thua lỗ. Hoặc như đất xanh thì có những thông tin liên quan đến phát hành thì đối tác giá thấp và bị cổ đông phản đối. Cổ phiếu này thời gian tới nó có thể là vẫn tăng thôi, vì vẫn có những hoạt động đầu cơ ở những cổ phiếu này, nhưng mà để lấy lại niềm tin cho các cổ đông mà có những đợt tăng giá mạnh thì rất là khó, mặc dù nó có những đợt tăng giá nhẹ thôi, nó theo cái xu hướng của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và cái tâm lý đầu cơ thôi. Để hình thành cái đợt tăng giá lớn thì cái dung nó sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa để lấy lại tin của các cái cổ đông khách hàng cá nhân. Còn thực ra như đất xanh hay là đấy ghét thì vẫn có những cổ đông tổ chức, đất xanh vẫn có những
quỹ lớn người ta mua, và những cái diễn biến trong thời gian qua các cổ đông các cá nhân có lẽ cũng cần thời gian để tin. Mình nghĩ là chỉ nên quan tâm đến đất xanh với đấy, dù nó có những biến có thể thấy là tích cực nhưng mà nó sẽ không lớn được. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có anh chị Lan Anh có hỏi về xu hướng của cổ phiếu dòng phân bón ạ, cụ thể là đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ trong ngắn hạn và trung hạn ạ. Anh Du có thể chia sẻ với chị quan điểm về nhóm này không ạ? À, cổ phiếu này trong buổi chia sẻ trước Dũng có trao đổi rồi, là triển vọng nó vẫn đang tích cực, người thấy là nó đi lên liên tiếp mà nó chỉ điều chỉnh nó đó một phiên xong lại tiếp tục đi lên, thậm chí là như đạo mà mau chả điều chỉnh ta, nó tăng 2, 4, 6, 7 phiên liên tiếp và nó cũng chưa có kháng cự nào nó rõ rệt, nó đang có vài lần nó chạm ngưỡng sắp 30 bị chốt lời thì còn nó chưa tạo những cái đợt thoái lui là đủ mạnh, cái Dũng nghĩ là nó vẫn tích cực thôi nhưng mà nó qua một điểm mua rồi. Đạm của Mỹ thì nó chưa vượt hẳn cái đỉnh cũ mà nó hơi chớm vượt, nó lại lùi lại, trong vài cái tới nếu nó vượt được cái đỉnh này thì cái Dung nghĩ là mua đạm Phú Mỹ cũng được, đâu đó ngưỡng quanh 39 nên nó vượt qua thì mình có thể cân nhắc mạo hiểm được. Còn đạm Cà Mau nó đã qua cái thời điểm mua breakout rồi, nó qua cái điểm mua tốt rồi, bây giờ nó chỉ phù hợp với những ai có thì có thể nắm giữ thôi, tại vì cái kết quả kinh doanh thứ ba của nhóm ngành này chắc chắn là tốt rồi, giá phân bón thì vẫn liên tục tăng, các anh chị xem các cái bản tin hay là ta đọc trên báo thì thấy là phân bón ở trên trường quốc tế bị thiếu hụt và Bộ Nông nghiệp Nông thôn thì phải có những cái định về hạn chế xuất khẩu để đảm bảo cho phân bón trong nước, nó tránh tình trạng đầu cơ giá tăng. Cổ phiếu này rõ ràng là kết quả kinh doanh tốt và cái mô hình nó vẫn tốt thì nếu có chị tiếp tục nắm giữ, còn mua mới thì có thể cân nhắc trường hợp của đạm Phú Mỹ được thì nó đang tích lũy ở cái vùng đỉnh cũ thì nó có thể tiếp tục tăng và đạm mong nó qua một điểm. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây anh Nguyễn Văn Thắng có hỏi về cổ phiếu TNI, thì Linh xin phép được chia sẻ một chút về cổ phiếu TNI này. Thì nếu anh nhìn về diễn biến giá cổ phiếu TNI thì anh thấy rằng cổ phiếu này nó có những cái biến động giá nó khá là thất thường. Đặc biệt là trong cái giai đoạn tháng 5 năm 2020 nó có những cái một cái cú rơi rất là mạnh ở cái điểm đó. Và giờ giao dịch cổ phiếu gần thời điểm hiện tại thì nó vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục lại thôi. Và anh nếu anh chị nhìn thấy thì cái biến động nó trong ngắn hạn nó khá là lớn, do đó thì nó rất rủi ro nếu mà cho những anh chị nào mà giao dịch ngắn hạn đối với cổ phiếu này. Do đó thì quan điểm của cá nhân Linh thì Linh nghĩ rằng nên, đặc biệt anh chị nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì chúng ta nên tránh những cổ phiếu mà nó có cái biến động nó ngắn hạn nó lớn như này, bởi vì những rủi ro khi mà chúng ta giao dịch cổ phiếu này nó sẽ khá là lớn đó. Thì có chị Nguyễn Thị Hiên Thảo thì có hỏi về cổ phiếu FPT và C4G, anh Du có thể chia sẻ về hai cổ phiếu này không ạ? FPT thì cái trao đổi trong vài tuần đây Dung cũng thấy nó chưa có trạng thái gì mới, cũng là sideways. Thực ra trạng thái sideways của nó thì nó kéo dài đâu đó khoảng hơn một tháng là sắp sang tháng thứ hai rồi, tức là đến 10 tháng 10 là 2 tháng, và cái Dung nghĩ nó sẽ tiếp tục sideways thôi. Thì ra cái giá tăng thời gian qua nó phản ánh hầu hết những cái động lực cơ bản của nó trong một năm qua rồi. Tốc độ tăng trưởng của nó nếu mà xét theo tháng về mặt cơ bản thì trong vài tháng ở đây tốc độ tăng trưởng nó đang dần chậm lại so với cách đây nhiều tháng trước, thì giá đã phản ánh cũng khá hợp lý cái triển vọng đấy, là cổ phiếu tăng giá mạnh và nó cũng không bị điều chỉnh mạnh trở lại. Đấy là cái may mắn cho những người nắm giữ dài hạn là người ta không bị đợt điều chỉnh mạnh. Thường những cổ phiếu tăng giá rất là mạnh từ năm ngoái năm nay, nhiều cổ phiếu ngân hàng anh chị thấy nó đã điều chỉnh rất là sâu, với FPT ở trạng thái đi ngang là tích cực, và thường những cổ phiếu tăng trưởng ấy, thì sau một cái quá trình tăng trưởng nó đi ngang thêm một thời gian thì nó sẽ tăng trưởng tiếp. Cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những chị đầu tư nắm giữ thôi. Còn chiếc đinh thì hiện tại nó sideways này cũng không có cơ hội để vào lệnh, ít nhất nó phải vượt qua cái vùng cũ đâu đó khoảng 97 thì lúc đấy mình cân nhắc thôi, còn hiện tại nó chưa có điểm gì mới và không nên mua. Nếu mà chiếc đinh thì không nên mua trong vùng sideways vì nó có thể tiếp tục sideways và mình sẽ bị kẹt hàng, nếu mà diễn biến nó sideways tiêu cực thì tốt nhất là nên chờ đợi, không nên mua lúc này. Vâng ạ, còn cổ phiếu C4G thì sao anh Dũng? À, C4G. À, những cổ Vâng ạ. phiếu mà đang liên quan đến đầu tư công thì đều được hưởng lợi cả, vấn đề của những diễn biến nó tích cực, những người nó không không được mạnh như Fecon hay Hòa Bình hay Likuji nó đang diễn biến sau. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về mặt khối lượng ấy, thì trong cái đợt giảm vừa rồi cổ phiếu này giảm khối lượng nó không quá lớn đâu. Thật ra là sau phiên ngày hôm nay thì chỉ cần thêm một phiên nữa là cái xác suất vượt đỉnh nó lại quay trở lại, nhưng mà người thấy là diễn biến cổ phiếu này nó cũng khá bấp bênh đúng không, nó tăng nó đó vài ba phiên nó lại lộn ngược khoảng 3 4 phiên
trả lại rất là mạnh, thế là những đoạn tăng rất là ngắn và gấp gáp. Trên chết định cổ phiếu này thì thường phải đợi những cú nó gập ngược lại thì mua thì có vẻ hay hơn, nhưng mà vẫn phải đảm bảo nó đang trong xu hướng tăng, là chúng ta có thể mua khi nó xảy ra những đợt phiên điều chỉnh nhẹ trở lại cân nhắc, còn mua những phiên phấn thì hay bị lỗ. Vì thế là mua những phiên phấn này về T3 lại bị lỗ, mà nếu mà non tay có thể cắt lỗ đúng đáy xong lại đi lên lại đu đuổi xong lại cắt lỗ rất là mệt mỏi đúng không? Mua phiên này vượt đỉnh thế là về cắt lỗ T3 rất là sâu. Những cổ phiếu này thì trading nó tương đối khó với người mới mà không có kinh nghiệm để mình đón những cái điểm mua tốt ấy. Và thực ra cái cổ phiếu này thì tôi cơ bản nó trông các cổ phiếu ngành đầu tư công hưởng lợi thôi, nhưng mà yếu tố cơ bản của C4G nó cực lắm. Trước đây thì doanh nghiệp cũng làm ăn cũng bình thường, và cái năm lên sàn thì doanh nghiệp cũng có lợi nhuận khá tốt và cũng chịu tức khá là đẹp. Sau đấy thì các cái kế hoạch về cơ bản của cổ tức thì cá nhân tôi thấy nó không được đảm bảo, và cái diễn biến giá của nó anh chị thấy là từ khi lên sàn này nó thiên hướng suy giảm, và từ năm ngoái này bắt đầu nó hồi phục lại thì nó mất thôi, bắt đầu nó nhích lên chuyển động một chút, không có gì là quá sáng này. Nên chiết định cổ phiếu Vâng. này thì nó rất là bấp bênh, và thứ hai là để kiếm được lợi nhuận 20-30% rất là khó, và mình chịu những cảm giác nó lên vài phiên nó lại lộn ngược vài phiên thì tốt nhất là cá nhân tôi nghĩ là nên bỏ qua. Trong các cổ phiếu ngành đầu tư công thì nó vẫn có những cổ phiếu có vẻ sáng hơn, Vecon hay là Hòa Bình nhìn hiện tại đang sáng hơn, và những cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu mà các tổ chức người ta hay các cá nhân lớn người ta chiết định nhiều hơn. Chiết định những cổ phiếu này nó sẽ yên tâm hơn là một cổ phiếu mà có quá nhiều khách hàng cá nhân chiết định, không có nhiều tổ chức trong đấy. Những trường hợp của Vecon cũng là trường hợp vượt đỉnh của tháng 3 rồi, và cũng là vượt đỉnh của tương đối nhiều năm, vượt đỉnh của 3-4 năm trở lại đây, nó chỉ có đỉnh ở vùng 99 thôi, 19 như đấy thôi, 9 đến 19,5 thì ở những trường hợp này ví dụ như ngày mai nó điều chỉnh thì anh chị hoặc nó có thể tăng tiếp phiên nữa, rồi sau đấy nó có những cái phiên điều chỉnh dội lại cái vùng nó vừa vượt là vùng 45 14 đến 15 ấy, thì cân nhắc. Còn sẽ còn hơi bé, có thể cân nhắc chiều Hòa Bình cũng được, tức là nó vượt qua cái kháng cự 6 này. Kháng cự tiếp nó chỉ vùng 18 năm và nó còn cách khá xa, thì nếu mình có mua nó cái thời gian nó tiến lên nó còn đủ thời gian để mình quan sát và xoay sở, nếu mình thích thì mình chốt lời, còn ổn thì mình cứ giữ để kỳ vọng vấn đề nó sáng hơn, kỳ vọng nó phải tươi sáng hơn là C4G. Thực ra C4G nó đang móc ngóp ở chỗ này, nó chưa vượt cái đỉnh gần nhất của nó, các phiếu này nó đã có một cái vài tuần nó biến nó tích cực hơn hơn hẳn những cái đỉnh cách đây một vài tuần đến vài tháng. Ví dụ mới chọn thì còn hơn, thanh khoản nó tốt hơn. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì sẽ có một số câu hỏi của anh chị mà chưa được các chuyên gia giải đáp ấy. Thì anh chị có thể để lại câu hỏi ở phần mà đường link mà Linh đã gửi lại anh chị trong phần chat, thì các chuyên viên của tư vấn trung tâm tư vấn đầu tư sẽ giải đáp các câu hỏi của anh chị ạ. Do thời lượng của chương trình cũng có hạn, thế nên Linh chỉ xin phép trả lời câu hỏi cuối cùng của chị Hằng về các cổ phiếu dòng ngân hàng như HD Bank hay là MBB hay Công Thương. Thì anh Du cũng có trao đổi với anh chị ở trong đầu buổi, thì đa số các cổ phiếu như là HD, MB hay Công Thương ấy, thì trạng thái của các cổ phiếu này thì đều đang giao dịch ở cái vùng 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 hỗ trợ trước đó, trong đó trạng thái của Công Thương hay là trạng thái của HDB, HD Bank thì nó đang hơi tiêu cực hơn trong ngắn hạn khi mà nó đã vỡ những cái vùng hỗ trợ trước đó. Còn trong cái trường hợp giao dịch ngắn hạn thì anh Du cũng có đưa ra cái cổ phiếu là Techcombank, một cổ phiếu mà cũng có những cái giao dịch diễn biến trong ngắn hạn nó khá là tích cực, đặc biệt trong phiên giao dịch hôm nay. Thì anh chị nếu giao dịch trong ngắn hạn thì có thể quan sát cái cổ phiếu Techcombank trong phiên sắp tới nếu có quanh vùng giá 50. Còn về đầu tư dài hạn các cổ phiếu ngân hàng thì chắc có lẽ thì phải chờ thêm những cái kết quả kinh doanh quý ba của các doanh nghiệp và ngân hàng họ họ ra, thì khả năng cái giá cổ phiếu các giá cổ phiếu của nhóm này nó sẽ có phần ứng giá, và chúng ta từ đó chúng ta có thể đưa ra được những cái phương án để chúng ta giải ngân cho những cái mục tiêu về chung và dài hạn hơn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Xin cảm ơn anh chị thì đã theo dõi cái tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.